Xin Giao Pao này là anh nào nhỉ? Vâng, Giao Pao này thì tôi vẫn chưa biết là anh nào anh em ạ. Em đợi chút để tôi cập nhật đấy. Đây là Maxi, ứng thủ chim sẻ nắng quả đầu có 7 cây dành cho ứng thủ chim sẻ. Vâng, Giao Pao tôi vẫn chưa biết là ai. Sẻ đang nhìn để chỉ đạo chim đám, vừa đánh vừa chỉ đạo thằng em bên cạnh luôn, rất gắt. Vâng, cái anh CN Giao Pao này thì các bạn đợi chút hỏi xem đây là ai đã. Mình chưa kịp nhìn quân của đối bạn nữa, mong em thông cảm. À, đi dò tìm đồ ăn dành cho cái đội chim sẻ nắng. Rồi một bầy hươu thì có bài Maxe này, bầy hươu có 6 con rồi đội chim sẻ được đưa về. Và như vậy là kiểu bảo như thế là kiểu vào. Alo này là bảo. Xin chào tất cả khán giả đã có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ. Vâng, vừa rồi thì mình viên Hải Mero có vâng một chút việc bạn thì mình sẽ vào bình luận thay. Vâng lại việc bạn. Hiện tại thì chúng ta đang đến với vòng đấu thứ 3 của game thủ chim sẻ nắng ở trong giải đấu AI Trung Việt 2019 của thể thức Sorandom. Và trong trận đấu này thì game thủ chim sẻ sẽ phải đối đầu với game thủ đến từ Trung Quốc, và game thủ này tên là Kiệu Bảo. Ở lúc ấy thì vào trận thì mình có phải mất khoảng thời gian khá để phiên dịch viên có thể dịch được cái tên của anh này. Trong giải đấu năm nay thì có rất nhiều các game thủ Trung Quốc mới lạ, như kiểu là Mỹ Hảo Ethan này, và một clan Mỹ Hảo luôn. Sau này còn có nhiều game thủ có tên hay lắm, như kiểu là Bát Mộ Nhân Sinh này. Và đây là cái tên mà lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Vâng, Kiệu Bảo. Kiệu Bảo. Và để xem anh này thi đấu ra làm sao. Ở trận đấu này thì game thủ chim sẻ là người cầm đúng Max C. Max C không biết bên phía kia là cầm con gì, các bạn hãy chờ đợi trong ít phút. Không biết anh em biết quân được nhỉ? Anh em biết quân với bạn, anh em comment trên chat nhé. Để mình hiện tại mình vẫn vào được Facebook để có thể đọc được comment của anh em. Thôi thì mải đi dịch tên ông này quá, không kịp nhìn quân. Ở trong trận đấu này thì các bạn thấy rằng nhà của anh chim sẻ đang có một thế nhà rất đẹp dành cho Max C. Với thế nhà này thì có lẽ là chim sẻ sẽ chả sợ ai. Vâng, với thế nhà này thì chim sẻ sẽ không hề sợ bất kỳ một game thủ nào cả. Đâu rồi nhỉ? Và không biết bên bạn là quân gì ta? Trận đấu này nhà chim sẻ đã khung, vàng thì là vàng trong. Ở bài thì có quả phụ, có nhiều về. Cầu thủ đang cực kỳ đẹp dành cho đội chim sẻ. Chờ này bên bạn mà có cầm sen hay chưa nữa thì chắc là chim sẻ cũng không sợ. Bài này không sợ sen nha các bạn. Bài này không sợ sen. Đây cho bài đánh 26 dân kích ở tầm 12x. Nên đời sau lực khỏe, mắt sẽ. Và như vậy theo thông tin báo về thì game thủ Kiệu Bào là game thủ cầm cho sọ nữa chứ. Quá khó dành cho người anh già của tôi. Trận đấu anh cầm sen thì mới anh có tí cửa, chứ cầm cho son thì anh chỉ có một cái cửa thôi. Và người ta đó người ta gọi là cửa sổ. Vâng, thế mà ông Hải Maro đang bình luận à? Thế mà ông ấy nhắn tin trong nhóm bảo là em đau bụng quá, anh bình luận hộ em. Đáng chắc đang cố gắng bình luận nốt trận đấu. Ok, 25 dân, chim sẻ đang cố gắng khung nhà. Không biết trận đấu này chim sẻ sẽ khung rộng hay là khung hẹp đây. Nếu khung rộng thì sẽ khung ra cả cánh rừng dừa phía bên kia. Còn nếu mà khung hẹp thì chỉ khung hai cánh rừng thông này thôi. Nếu khung rộng ăn thêm được một mỏ vàng nữa. Bằng bài hai vàng trong dành cho chim sẻ, rất tuyệt vời. Và với bài đấu như này thì tất nhiên chim sẻ vẫn sẽ đánh chém thôi. Vâng, những cái bài đánh random thì có lẽ là các bạn cũng đã quá là quen thuộc rồi. Vâng, BM sẽ ở đâu? Như vậy là đổ gỗ về và đây là BM. Như vậy là chim sẻ quyết định là khung rộng. À nhầm, khung hẹp. Khung như này người ta gọi là khung hẹp. Khung hẹp thôi. Vâng, chặt cây gỗ ở gần đó. Và sau đó thì ken chiếc AB để cho nông dân nó ra phía bên ngoài. Vừa rồi là tình huống con nông dân nó bị lát. Vâng, mạng nó bị lát. Nó đang hơi ngáo.
Nhà của Kiệu Bào dường như sẽ nằm ở góc 9 giờ. Nhà của Kiệu Bào sẽ nằm ở góc 9 giờ. Lựa giò là công giáp đầy đủ và chim sẻ sẽ chọc giò luôn. Đây là thể loại sở trường của người Việt Nam ta. Mặc dù vậy thì các thủ Trung Quốc đang gây được một cái bất ngờ khá lớn. Bất ngờ đầu tiên đó chính là game thủ bát bộ cái gì nhỉ? Cái trước là cái gì? Mạng bộ nhân sinh hay là game thủ gì đấy? Đã có chiến thắng trước game thủ chim sẻ bằng 2 trận, và tí nữa thì sẽ hoảng trận cuối là phô với Kata. Và có nhiều ông bảo là chim sẻ không phải chim sẻ đánh. Cái giải đấu người ta thì không phải chim sẻ đánh thì ai đánh? Và các bạn cứ thấy chim sẻ thua, các bạn bảo không phải là chim sẻ đánh. Bịch thật. Vâng, đây là mỏ vàng của game thủ Kiệu Bảo. Kiệu Bảo đã bỏ kín vàng rồi. Với vài đấu như này, đừng biết anh có thủ phù không. Vâng, khi anh đập 3 BP ra thì quá vui. Kiệu Bảo chưa lên đời, còn sẻ đã lên đời xong. Nhà của chim sẻ cũng chuẩn bị không xong. Bây giờ thì sẻ sẽ kéo dần về, sau đó thì ra ruộng. Như vậy là một y trước, sau đó mới kéo dần về sau, hợp lý. Một bài đấu maxi rất đẹp của game thủ chim sẻ. Bên Kiệu Bảo sẽ lấy cái gì để đánh nhau với cả Maxe đây? Chúng ta cùng chờ đợi trong một ít phút. Một lò một y dành cho chim sẻ. Ở mặt phía dưới hình như vẫn chưa kín như vậy. Tầm 2 e nữa thì mới kín được cái mặt này. Sẻ đang đi tìm con ông dân của game thủ cầm Maxe, cầm cho son. Đây là con ngựa giò của cho son. Con ngựa giò của game thủ cầm cho son đã vào trong nhà của người chim sẻ rồi. Chim sẻ đang kéo một con chém về thủ. Ở thời đầu thì cho son mất cũng khá nhiều dần. Và chim sẻ quyết định con bài đấu đi ăn hoa. Nếu như mà chim sẻ kéo hết dân về để có thể làm ruộng thì lực sẽ hơi yếu. Nên là sẽ kết hợp đánh theo kiểu mà vừa ăn hoang vừa ra ruộng rồi thôi thì cũng được. Nói chung là ở trong các bài đánh gần thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều về cái thủ chim sẻ. Khi mà chim sẻ biết tất cả các bài rồi, bài gì cũng biết. Thậm chí là chim sẻ còn là người đẻ ra một vài bài. Ví dụ như kiểu là bài công phu đập dân là chim sẻ đẻ ra. Vâng, chim sẻ cũng là người rất chăm chịu khó học hỏi và tìm hiểu. Giống như kiểu là tôi là người đẻ ra cái bài y thủ che thiên thì chim sẻ cũng học hỏi rất tốt. Mặc dù thì nói về khả năng vận dụng của chim sẻ thì tất nhiên là vẫn không thể bằng tôi được. Còn riêng về bài đấy thì vẫn không thể bằng tôi được, nhưng mà dù sao thì chim sẻ cũng học hỏi cũng khá nhanh. Vậy thì số rất nhanh là 1-0 dành cho chim sẻ và đến với trận đấu tiếp theo bằng trận đấu thứ hai.